Thái Lan đang phấn đấu trở thành một xã hội không tiền mặt trong quá trình hồi sinh kinh tế. Từ các trung tâm mua sắm tại đô thị đến các quầy giao ở nông thôn, thanh toán di động được áp dụng rộng rãi ở mọi ngóc ngách của đất nước. Thanh toán di động đã mang đến ấn tượng với các chủ tiệm tạp hóa như bà Ratchane, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng và nâng cao hiệu quả về chi phí. Khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan và chi tiêu rất nhiều, nhưng họ chỉ muốn quét lúc thanh toán. Nếu chúng tôi không chấp nhận Alipay, chúng tôi không thể bán hàng, doanh thu sẽ sụt giảm. Sự bùng nổ thanh toán kỹ thuật số tại Thái Lan được hưởng lợi từ các nền tảng thanh toán di động của Trung Quốc. Trung Quốc với cách họ đang tận dụng công nghệ, tôi nghĩ rằng họ đang dẫn đầu rất nhiều thứ, bao gồm cả thanh toán di động, không dùng tiền mặt. Và điều đó đã tác động không nhỏ vào ngành du lịch Thái Lan, đó là một yếu tố thay đổi cuộc chơi. Tại Thái Lan, hơn 90% tổng số giao dịch dự kiến sẽ được thanh toán qua các kênh trực tuyến trong năm nay, nhờ khả năng tiêu thụ khổng lồ của khách du lịch Trung Quốc và mạng lưới thanh toán xuyên biên giới được tạo điều kiện. Mạng lưới này dự kiến sẽ diễn ra ngay trong thời gian thực, không bị tính phí và thường ở tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn, vì nó liên quan đến các ngân hàng trung ương giữa hai quốc gia thực hiện thỏa thuận thanh toán bằng nội tệ của họ, không còn thông qua đồng đô la Mỹ. Hệ thống thanh toán này sẽ tạo điều kiện cho sự tăng trưởng trong thương mại, đầu tư, du lịch. Đó là những yếu tố mà châu Á đang đóng vai trò lớn hiện nay. Sau đó, việc phi đô la hóa sẽ xảy ra, làm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Khi các nước ASEAN ngày càng hội nhập kinh tế, thanh toán di động sẽ được đẩy nhanh việc mở rộng các công ty địa phương, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngay cả khi cơ sở hạ tầng vật chất vẫn chưa phát triển đồng bộ.